Sáng nay ngày 5 tháng 7 tại khu đô thị Hưng Phú, Sở Công Thương Bến Tre phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp hai địa phương. Hội nghị có khoảng 30 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu và ký kết hợp tác. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương Bến Tre giới thiệu cho Sở Công Thương cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng về những tiềm năng thế mạnh của Bến Tre, cũng như công tác phát triển nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý của các sản phẩm đặc trưng, trong đó chủ lực là sản phẩm dừa với diện tích trên 77.000 ha, sản lượng hàng năm trên 670.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp từ dừa năm 2021 ước đạt 3.500 tỷ đồng và xuất khẩu gần 400 triệu USD. Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, Lâm Đồng có 1,3 triệu dân, thu ngân sách 1.000 tỷ đồng, xuất khẩu 2021 đạt 480 triệu USD, chiếm phần lớn là rau, hoa, cà phê. Thế mạnh lớn nhất của Lâm Đồng là du lịch. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thu hút 3,8 triệu lượt khách đến tham quan. Thời gian tới rất mong sự quan tâm đồng hành của doanh nghiệp Bến Tre và mong rằng doanh nghiệp hai tỉnh nắm chắc cơ hội để liên kết phát triển. Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Công Thương hai tỉnh cũng đã tổ chức trưng bày và giới thiệu sản phẩm ô cốp, đặc sản đặc trưng của Bến Tre và Lâm Đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng làng nghề truyền thống, sản phẩm khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa Bến Tre và Lâm Đồng, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hàng hóa, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời tạo điều kiện cho các nhà phân phối và người tiêu dùng hai tỉnh tiếp cận và mua sắm hàng hóa sản phẩm đặc trưng của hai tỉnh. Dịp này, Sở Công Thương Bến Tre và Lâm Đồng và các doanh nghiệp hai tỉnh đã ký kết các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác. Lãnh đạo Sở Công Thương Bến Tre cho biết, rất tin tưởng, sau hội nghị, các doanh nghiệp hai tỉnh sẽ hình thành các chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ, đưa hàng hóa của tỉnh Bến Tre vào hệ thống phân phối Lâm Đồng và ngược lại. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.